Hello, thân mến chào các bạn. Rồi cái video này Peter trình bày một số cái thông số và một một số cái hiểu biết về những cái yên xe đạp. Hiện bây giờ trên mặt bàn này Peter có 6 cái yên xe đạp mà Peter đã có ở trong nhà. Peter thì thật sự cũng xài một số rồi và có một số không vừa ý và cũng đã bán, và có một số nằm ở trên hai chiếc xe mà Peter đã bán rồi thì hai cái yên đó nó không có ở đây. Nhưng mà đây là 6 cái mà Peter có, hai cái đang gắn ở trên xe mà Peter tháo ra để làm cái video này. Ngày hôm nay á, Peter chia sẻ với các bạn, đặc biệt là Peter chỉ có nói về yên xe đạp của xe loại xe đạp đua, tiếng Mỹ nó gọi là road road bike. Còn yên xe đạp mà cho xe đạp gấp hay là xe đạp địa hình hay là xe đạp mountain bike chơi núi này kia thì Peter không có rành. Hiện bây giờ Peter có những cái mẫu mà chuyên dùng cho loại xe đạp cuộc, xe đạp đua đó, road bike. Thì như các bạn đã biết là chơi cái môn đạp xe nó cũng mình nghe mới đầu mình thấy nó đơn giản, nhưng mà càng chơi sâu mình mới càng thấy nó cũng rất là quan trọng. Nhất là cái yên ghế là cái mà nó dính liền với lại cái mông mình, và mình sẽ ngồi ở trên cái yên trong một cái giai đoạn khá khá dài, khá lâu trong cái quá trình mình đạp xe đạp. Cho nên lựa một cái yên cho nó đúng, nó không có đau và mình ngồi mình thoải mái là một cái Peter nghĩ rất là quan trọng. Thì với những cái mẫu này thì Peter nghĩ là đủ để chia sẻ cho các bạn. Và sau khi làm này xong, Peter sẽ giữ lại một hai cái mẫu mà Peter ưng ý nhất. Rồi còn những cái nào mà Peter không ưng ý thì Peter sẽ bán. Thì nếu mà bạn nào mà thích Peter bán lại thì message cho Peter, hoặc là Peter sẽ post lên. Trong những cái yên này á, Peter cũng đã thử hết rồi. Ok. Có một số Peter rất là thích, nhưng mà cũng có một số Peter không thích, lý do là tại vì nó đã khó chịu khi mà Peter đạp. Bây giờ trước nhất á, là mình nói về cái kích thước. Thì như các bạn biết á, là con người chúng ta có một cái nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là sit bone, có nghĩa là tiếng Việt Nam mình gọi là xương chậu á, xương mà mình ngồi xuống á. Thì cái xương chậu của mình á, mỗi người mỗi khác, có người á, thì nó bị lớn, có người nó bự ngang hơn và có người nó hẹp. Ok, thì á, những cái yên ghế nè, xe đạp á, như các bạn thấy á, là nó lúc nào nó bán nó cũng cho chúng ta cái thông số bề ngang 126 mm cho cái người nào mà xương chậu thon nhỏ, 126, 131, 134, 142, 144, 146, 152. Đó là những cái con số mà các bạn khi mà mua những cái yên ghế thì phải để ý những cái thông số đó. Như các bạn thấy là nó khác nhau, cái thì to ngang đó, như cái này to ngang, cái này thì hẹp nhỏ hơn. Ok, thì mình phải lưu ý mình phải mua cái yên ghế làm sao đó cái bề ngang nó như thế nào á, để mà nó hợp với lại cái mông của mình, và hợp nhất là hợp với lại cái xương chậu của mình. Tại vì mình ngồi ở trên cái yên ghế này mình đạp 40 miles, 100 miles, mà nếu mà nó cấn mà nó không thoải mái thì mình sẽ không có thích thú với cái môn đạp xe của mình nha. Peter, riêng bản thân Peter là Peter đạp 143 và 144 là Peter thấy là hoàn toàn tốt đẹp với lại cái xương chậu của Peter. Thì nó có cái cách để mà mình đo ở trên mạng, người ta cũng chỉ cách mình đo, mình để một cái tờ giấy rồi mình để cho nó thấm nước ẩm ẩm á, cái mình ngồi xuống, thì khi mình ngồi xuống á, nó sẽ ấn cái tờ giấy đó xuống, tại vì cái xương chậu của mình á, nó sẽ ấn xuống tờ giấy và mình lấy cái thước ra mình đo, rồi từ đó mình sẽ biết đó là cái xương chậu của mình nó khoảng bao lớn. Ok, thì cái đó cũng là một cái cách mà để mà mình biết. Ok, bây giờ nói tới cái chiều dài thì á, cái yên á, nó có cái dài có cái ngắn. Có cái dài ở mũi đầu và nó có cái dài ở mũi đích ở đằng sau. Ví dụ như là đây là cái mẫu mà Peter có của Prologo và đây là cái mẫu của Physics. Thì như các bạn thấy là hai cái dài cái ngắn, cái Physics nó dài hơn chút. Ok, đó tùy theo mẫu. Physics này nó cũng dài hơn. Ok,
Thì cái dài cái ngắn này là cũng tùy theo mẫu cái saddle của từng hãng. Tuy nhiên nó có một cái mẫu rất là đặc biệt, đó là cái mẫu mà cho những cái dân mà chơi chơi đạp xe mà time trial, đạp theo thời giờ, thì cái yên của nó không có cái mũi này, nó cắt ngắn luôn. Để anh chi, tại vì cái tư thế của cái người đạp mà TT người ta nghiêng ra đằng trước để đạp tốc độ, thì khi mình nghiêng như vậy cái thế ngồi á, mình không, nó sẽ bị cấn ở ngay cái phần dái của người đàn ông mình nè. Cho nên họ họ cắt cái đầu của cái yên này đi để cho nó không có bị cấn. Nhưng mà đối với Peter, Peter mua thì Peter thấy là cái chiều dài của cái đằng trước nó không có quan trọng. Nhưng mà đối với Peter thì Peter lại thích cái mà nó có cái chiều dài đằng sau. Như cái này là cái mẫu, hai cái mẫu physics này á, như các bạn thấy á, là nó dài đằng sau. Lý do là tại vì khi nó dài đằng sau á, nhiều khi Peter cần khum người xuống và đạp cho nó có sức hơn á. Lướt gió thì cái mông và cái mông và cái xương chậu của Peter đó, nó sẽ lùi ra một đằng sau một chút xíu, và vì nó mùi ra đằng sau một chút xíu, mình có thêm cái phần dài đằng sau này thì nó đỡ cái mông mình, nó tốt hơn. Đó là lý do tại sao Peter lại thích cái mà, nói đúng ra là Peter thích cái mẫu Physics Aerion này. Ok, hai cái này là hai cái mẫu Physics Aerion. Physics nó có nhiều mẫu lắm, để Peter nói sơ sơ về những cái mẫu. Hai cái mẫu này là cũng là Physics. Physics thì các bạn biết rồi, nó cũng là cái tên quen thuộc cho những dân chơi xe đạp. Cái này là hai cái này là Physics, và cái mẫu của hai cái này là Antares. Cái này là Antares R3, và cái này là Antares VS. Ok, các bạn thấy nó có cái sự khác biệt, rồi lát nữa Peter sẽ nói lý do tại sao nó có sự khác biệt. Tuy nhiên cái kích thước của nó nhìn giống nhau. Bề ngang và bề dài nó giống nhau. Bên này Peter có cái mẫu nó gọi là Pro Logo. Ok, cái mẫu này cũng khá đẹp, khá tốt. Và bên này là mẫu Specialized. Specialized này Peter mua được khoảng chừng 1,5 tháng nay. Ok, rất là đẹp. Một trong những cái mẫu mà Peter thích vì cái màu đỏ này rất là đẹp. Ok, bây giờ nói tới cái cấu trúc của cái yên. Như các bạn biết á, là yên á, nó có nhiều cái cấu trúc khác nhau. Như các bạn thấy đây là cái mẫu Pro Logo này, nó có cái lỗ xẻ ngay giữa. Cái Specialized này cũng vậy, nó có cái lỗ xẻ giữa. Đó. Trong khi á, những cái mẫu này Physics nó không có, nó nguyên một cái, nó phẳng luôn, nó bích bùng luôn. Và cái mẫu mà Physics Antares này á, thì á, nó không có cái lỗ giữa, tuy nhiên nó có cái rãnh, hai bên này nó gù lên và nó có cái rãnh ở giữa. Cái này á, thì nó gù lên nhưng mà nó không những nó có cái rãnh mà lại có cái lỗ luôn. Ok, đối với Peter á, Peter đạp cái loại mà nó có cái lỗ này á không có hợp. Ok, như hai cái này Peter đạp á, Peter không có hợp lắm. Tuy nhiên người nào mà đạp mà bị cái hiện tượng mà tê á, tê ở dưới cái phần phần tê giái của người đàn ông mình á, nếu mà bị tê á thì có thể nên nhìn vô cái loại này và thử. Ok, tại vì cái loại này á, khi nó khoét cái lỗ này và nó có cái rãnh này á, là nó không có bị ấn vô cái khi mà mình ngồi mình đạp á, nó hạn chế ấn vô cái phần mà tạo ra cái tê của mình, của người đàn ông. Tuy nhiên đối với Peter, Peter không có bị. Hồi lúc đầu Peter đạp, Peter bị tê, nhưng mà cái tê đó của Peter là tại vì mình chưa bao giờ mình chơi đạp xe. Nhưng mà sau khoảng chừng 2-3 tháng đạp nhiều quen rồi á, tự nhiên cái người mình nó điều 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 chỉnh nó không có tê. Và thứ hai nữa là những cái yên mà Peter đạp, những cái yên mà như vậy nè, không có rãnh, vẫn tốt, hoàn toàn không có bị vấn đề gì hết. Ok, nhưng mà nếu mà các bạn mà ngồi mà đạp mà tê á, thì các bạn có thể thử cái kiểu này.
Cái kiểu này á nó cũng không có hợp cho những người mà có cái xương chậu nhiều như Peter, tại vì cái xương chậu của Peter á, không hiểu lý do tại sao khi Peter ngồi lên cái yên ghế mà nó có cái rãnh này nè, nó không có hỗ trợ cái xương chậu của Peter cứng đủ, cho nên mỗi lần mà Peter ngồi lên cái yên ghế này là Peter bị nhức, bị mỏi, mà rất là ngộ là Peter bị mỏi có một bên thôi. Ok, và khi mọi mình bị mỏi một bên vậy á, là mình cũng phải nhích cái mông mình qua lại để mà mình điều chỉnh, và vì mình nhích cái mông mình qua lại để mình điều chỉnh á, thì á, cái rãnh này à, nó không có liền, thì như vậy nó lại càng khó chịu hơn nữa. Ok, cho nên á, những người nào mà đạp mà mua cái yên ghế mà ngồi mà mình cảm thấy nó khó chịu, mà nhất là mình bị mỏi mỏi cái một bên của cái mông của mình, hoặc là cái xương chậu mình nó bị cấn, nó bị đau á, là tại vì các bạn có thể là các bạn ngồi trên cái yên mà nó có cái rãnh như vậy. Như cái yên này nó có cái rãnh, vì nó có cái rãnh này á, lúc mà mình thấy khó chịu mình nhích cái mông mình qua lại á, thì mình càng nhích qua lại bao nhiêu á, thì nó lại càng khó chịu thôi. Và tại vì nó không có liền, nó không có cái miếng liền, trong khi á Peter đạp cái yên mà nó liền như vậy nè, hoàn toàn thoải mái, không bị đau, không bị đau chút xíu nào. Thậm chí Peter đạp 100 miles, có nghĩa là một cái ngày đạp rất là nhiều, 5-6 tiếng về nhà vẫn ok, thoải mái, không bị vấn đề gì hết. Cái yên mà phẳng như vậy là không có cái rãnh là nó hợp cho Peter. Thì đây lý do Peter chia sẻ các bạn đó, là không phải là cái yên nào nó cũng hợp với lại cái mông của mình phải tìm coi coi là cái yên nào nó hợp với mình. Thì cái recommend của Peter đó là nếu mà các bạn có thể mua một một loại rảnh và một loại không rảnh, rồi mình đạp một thời gian mình thử coi coi là cái nào hợp với mình. Thưa các bạn á, cái xe Conago mà Peter mua á, nó lúc mà Peter mua cái xe đó, nó có cái yên Specialized, và cái yên Specialized nó có cái rãnh và nó có cái lỗ y gần giống như cái này, mà cái yên nó cũng không có rẻ, nó 200 đô. Nhưng mà Peter mua cái xe về, Peter đạp chỉ trong vòng 2 ngày thôi là Peter quyết định tháo cái yên đó ra, gắn một cái yên khác vô. Lý do là tại vì trong 2 ngày đó Peter đạp á đều bị đau hết, trong khi trước đó cả bao nhiêu tháng đạp không không có đau. Ok, là Peter biết là cái yên mà nó có cái rãnh nó không hợp với Peter, mà cái yên đó là hiệu Specialized. Thì không phải là cái hiệu nó dở, Specialized là hàng ngon, nhưng mà chính vì cái yên nó có cái rãnh và nó không có hỗ trợ cho cái xương chậu của Peter tốt, cho nên lúc mà Peter đạp lâu á, Peter sẽ đau, bị đau. Ngược lại, cách đây 1 tháng Peter có mua cái này, và lúc mà Peter ra đạp, Peter có chụp hình và khoe, thì ai cũng khen là ở cái yên đẹp. Mà chính Peter mua cái này là tại vì Peter thích cái màu đỏ này, nó rất là hợp với lại cái xe đạp Conago của Peter. Tuy nhiên á, Peter rất là buồn là khi Peter gắn cái này vô, Peter đạp được cũng khoảng chừng 3 ngày, 4 ngày, 4 lần, nó cũng đau, nó có cái cảm giác đau mà khó chịu xương chậu của Peter ngay ở bên bên phía bên này. Và Peter nghĩ là đúng rồi, tại vì mình đã bị đau cái lần trước với cái in Specialized, và cái này cũng là cái in Specialized và cũng có cái rãnh, cho nên á Peter biết chắc á, là cái yên mà không có cái rãnh có cái rãnh á, là nó không hợp với lại cái con người của Peter. Cho nên cái yên này Peter mua rất là đẹp, nhưng mà Peter rất là tiếc là Peter sẽ phải bán nó thôi, là tại vì để nhà không có làm được cái gì hết, nó không có hợp với lại mình. Và Peter khuyến cáo các bạn là khi mà các bạn đạp chiếc xe đạp nó không vừa kích thước mình, hoặc là cái yên nó không vừa kích thước mình, hoặc là bất kể những cái gì nó không vừa với mình á, mình đừng có tiếc, mình nên bán, hoặc là mình làm như thế nào mình phải thay đổi. Tại vì nếu mà mình giữ lại mình chơi á, mình sẽ bị chấn thương và mình sẽ không có thích thú cái môn môn chơi của mình. Ok, cho nên cái yên này á, tuy nó là một trong những cái yên đẹp nhất ở trên bàn này, nhưng mà Peter phải bán nó đi. Nếu mà các bạn nào mà thích cái yên Specialized này, là cái mẫu Tope 143, rất là đẹp luôn mà rất là mới. Ok, Peter bán chắc cái này bán 50-60 đô gì đó. Cái mẫu này Pro Logo rất là đẹp, cũng có cái rãnh. Và thưa các bạn á,
Peter đạp cái này á, tuy nó không đau bằng cái này, lý do là tại vì á, cái độ mềm của nó có cái cushion, nó có cái độ mềm, nhưng mà nó cũng không có được tốt cho cái mông của Peter lắm, lý do là tại vì có cái rãnh. Peter cũng sẽ phải bán cái Prologo này, ok, tại vì nãy Peter nói rằng những cái mẫu mà nó có cái rãnh này là nó không có hợp với cái mông của Peter, và Peter đã chơi tới ngày hôm nay, Peter biết rõ rồi, bắt đầu từ bây giờ cho đi Peter không có mua một cái yên ghế nào mà có cái rãnh ở giữa, thậm chí có cái lỗ cũng không mua. Cái yên này nó không có cái lỗ, nó chỉ có cái rãnh thôi. Tuy nhiên cái yên này Peter đạp 100 mile 2-3 lần rồi vẫn ok, vẫn tốt, không biết lý do tại sao thì cái yên này cũng rất là good. Nhưng mà nếu mà bây giờ Peter có cái điều kiện, Peter sẽ bán cái này đi, không có mua cái loại có rãnh này nữa. Cái yên này không có rãnh. Cái yên này với yên này, hai cái mẫu nó y chang nhau. Nhưng mà đạp cái yên này tuyệt vời hơn cái yên này. Peter nói tuyệt vời đây là cho bản thân của Peter chứ không phải là cho tất cả các bạn. Peter chỉ có muốn trình bày cho các bạn là hai cái yên tuy nó nhìn giống nhau, nhưng mà khi mà mình dùng, mình đạp, nó hoàn toàn cho chúng ta một cái cảm giác khác nhau. Một cái cho chúng ta đau hoặc là rêm, một cái là mình có thể đạp cả ngày không hề ấn gì hết. Thậm chí Peter đạp với cái yên này cũng được 6 tháng nay. Cái yên này nằm ở trên cái xe Conago C60 của Peter, đạp thoải mái, không có bị một cái hề hấn gì hết, không có rêm, không có ê, không có gì hết, đạp rất là thích thú. Okay. Cái yên này là cái yên full carbon. Peter cũng mới mua cái yên này được 3 tuần nay. Đây là cái yên mà có thể nói là tới ngày hôm nay là Peter hài lòng nhất trong tất cả những cái yên. Tuy là nó cứng, nó rất là cứng là tại vì nó là full carbon, nhưng mà nó có một cái lớp đệm gel rất là mỏng. Cái yên này á, nó phù hợp với cái mông của Peter một toàn, hoàn toàn 100%. Peter đạp 100 miles với cái yên này rồi, thoải mái. Mà nó là cái mẫu Aerion. Cái yên này cũng là một trong những cái yên Peter rất là hài lòng. Tại vì cái mẫu Aerion này với cái mẫu Aerion này á, là hai cái nó hợp với lại cái mông của Peter. Ok, và tại vì nó liền luôn, nó không có cái rãnh mà nó không có cái lỗ. Tuy nhiên á, nếu mà dựa trong hai cái á, thì Peter sẽ chọn cái này. Lý do là tại vì bây giờ Peter nói tới cái trọng lượng. Khi mình mua một cái yên á, mình cũng nên quan tâm với cái trọng lượng, tại cái trọng lượng của cái yên đó nặng hay nhẹ. Ok, nếu mà các bạn mua cái yên mà nhẹ đó, như cái này nè, cái này là nhẹ nhất có thể bây giờ, là carbon 100% carbon, thì cái giá tiền nó sẽ mắc. Tuy nhiên mình gắn lên chiếc xe đạp của mình, nó sẽ nhẹ, mình đạp mà nhẹ hơn là bình thường. Ok, thì giữa hai cái này á đều tốt hết. Cái này Peter sẽ gắn lên xe Conago Master X-Lite, và cái này Peter gắn lên cái chiếc C60. Hai cái này đều tốt, nhưng mà cái này là nhẹ nhất, cái này nặng hơn. Cái này có thể nói là nhẹ hơn cái này gần một nửa. Trong mấy cái mẫu Peter có trên bàn đây á, là cái Specialized này cũng rất là nhẹ nè. Okay. Tuy nhiên nó không có cái nào ở trên bàn này nhẹ bằng cái full carbon này hết. Ok. Nó nhẹ là sao? Như cái này á, là nó làm bằng composite, nửa một nửa là carbon, một nửa là plastic, cho nên nó nặng hơn là cái thằng này á, là full 100% carbon. Okay. Peter mua cái này Peter hài lòng lắm, và Peter đang kiếm coi nếu mà có một cái nào nữa thì mua nữa, nhưng mà cái này cũng rất là hiếm. Cái này là cái mẫu nó gọi là Aerion K1, okay, của Physics. Cái mẫu này hiện bây giờ mình không có thể mua mới được. Nếu mà mình mua bây giờ mình cứ mua cũ thôi, tại vì cái mẫu này nó lâu rồi. Nhưng mà đối với Peter vẫn thấy nó rất là tốt. Ok. Bây giờ nói tới vấn đề nó có cái độ cushion, cái độ êm của cái yên ghế. Thưa các bạn, là khi các bạn chơi đạp xe mà đua xe rố thì các bạn không nên mua cái yên nào mà nó mềm giống như là mình ngồi, giống như là mềm mại hết, là tại vì dân chơi xe rố là càng cứng càng tốt. Ok, mình cần phải có
cái yên nó cứng. Lý do nó cứng là tại sao? Khi mà mình ngồi mà mình gồng, mình lấy sức, mình lấy lực, mình tăng tốc á, thì thông thường là một là mình gồng, hai nữa là mình ấn cái mông mình xuống cái yên ghế. Nếu mà mình ấn xuống mà cái yên mà nó mềm á thì mình mất cái lực. Cho nên lý do tại sao Peter thích cái này là tại vì cái này, cái yên ghế này của Peter là Peter tăng tốc hay là Peter cần đạp mạnh á là lên liền luôn, là tại vì cái mông của Peter ấn xuống cái này á là nó trực tiếp luôn. Okay, tại vì nó là full 100% carbon. Trong khi á, cái mẫu này nếu mà mình bóp nó cũng cứng nhưng mà mình vẫn cảm thấy được cái sự mềm của nó, tại vì ở trong này nó có lót lót một một chút cái mousse, cái mềm. Cho nên lúc mà mình mua yên ghế mình cũng nên lựa cái loại mềm với loại cứng, và loại mềm loại cứng nó có lý do của nó. Như cái này nó cũng cứng nhưng mà nó cũng có loại độ mềm, nó không có cứng bằng cái thằng này. Okay. Thằng này thì nó mềm hơn là tại vì á, như các bạn thấy nó có cái rãnh mà nó u lên, nó rất là mềm. Trong tất cả những cái yên á, cái thằng Pro Logo này của Peter là mềm nhất. Nó cái mousse của nó mềm nhất. Đây, bóp thấy mềm lắm. Thằng Specialized này thì cứng nè, không có mềm. Thằng Specialized này với lại cái thằng Physics này nó na ná cứng giống nhau. Chỉ có cái tội á, là Peter không có hợp với lại cái loại có cái rãnh này. Chứ nếu mà mai mốt mà Peter mua Specialized thì Peter có thể lựa cái kiểu mà nó liền luôn, không có cái lỗ. Nhưng mà vì bây giờ Peter chơi xe đạp toàn là hiệu Ý không à, Conago, thì Peter thích mua yên ghế của hiệu Ý, ví dụ như là Physics, là Pro Logo hoặc là Sally Italia, để cho cái xe mình nó là hoàn toàn Ý vậy thôi. Chứ yên ghế Specialized Peter không có chê nó. Nó là một cái hãng rất là tốt rồi, thương hiệu tốt rồi, mình không có chê. Ok, cho nên nếu các bạn là thích Specialized thì các bạn cũng có thể kiếm cái mẫu như vậy, tại vì cái mẫu này tương đối rất là nhẹ nè. Nhẹ không nhẹ có nghĩa là gần bằng cái carbon này luôn. Ok. Lý do tại sao mà mình nên mua cái yên ghế mềm và cái yên ghế cứng, nó hai cái lý do. Cái người mà đạp mà endurance, đạp một cái chặng đường dài, giả tỷ như một ngày mình đạp 100 mile thì mình nên có cái yên ghế nó có một chút cái cushion nó mềm, hoặc là mình đạp chiếc xe đạp nó relax, nó thoải mái á, và mình đạp con đường dài thì mình phải có cái yên ghế nó mềm. Lý do là tại vì nhiều khi mình ngồi mình nghiêng ra đằng trước để mình đạp lướt gió, lấy sức lướt gió, nhưng mà đạp đường dài thì nhiều khi mình phải ngồi thẳng lên để cho mình thoải mái cái lưng của mình. Và khi mình ngồi thẳng lên như vậy á, cái sức nặng của con người mình á, nó đè nén lên cái xương chậu của mình và nó đè lên cái ghế, thì cái yên ghế mình cần phải có một cái độ mà gọi là êm êm một chút xíu thì mình mới đạp một cái chặng dài trong cái ngày đó được. Ok, tuy nhiên mình đạp nó sẽ không, mình tăng tốc nó sẽ không có bằng là cái yên carbon. Tuy nhiên cái yên carbon này á thì mình có thể nói là đạp một cái chặng dài nó sẽ không có được thoải mái bằng cái này. Ok. Thật sự mà nói thì hình như Peter mua cái này rồi, tới ngày hôm nay Peter chưa có cái dịp đạp 100 miles với cái yên này. Peter sẽ thử đạp 100 miles với cái yên này coi coi nó có ok không, nhưng mà Peter biết chắc là cái yên này nó sẽ không có thoải mái bằng những cái yên mà mềm mại, như là cái Pro Logo này nó mềm mại nè. Cái Physics này nó mềm mại nè. Và cái Physics này nó mềm. Thì trong ba cái yên mà mềm nhất của Peter là ba cái này. Đó, ba cái này. Nó có cái độ mềm, nó có cái padding, cái nó có cái mousse. Tuy nhiên ba cái này Peter đạp để mà tăng tốc tốc độ đua thì Peter không có recommend dùng ba cái này. Nếu mà anh em nào thích đạp mà tốc độ nhanh á, không không mua cái này. Tốc độ nhanh á thì Peter lại recommend Peter recommend cái này, ba cái này. Đó. Cái Physics Carbon này, K1, hoặc là cái Physics này, hoặc là cái Specialized này. Nếu mà nói về độ nặng thì hai cái này là nhẹ nhất. Ok, và đạp cho tốc độ. Cái này nó không có nặng lắm, nó cũng nhẹ. Tuy nhiên nó nặng hơn cái thằng này, và cái thằng này đạp tốc độ cũng rất là tốt, và Peter đạp 100 mile với thằng này rồi, ngon lành yên tâm.
Thì đây là một chút cái chia sẻ cho các bạn hiểu về cái yên xe đạp. Không phải là mình đi ra mình mua cái yên nào về là mình sẽ hợp ngay đâu. Và nếu mà các bạn cảm thấy đạp mà mình có một cái sức cái, một chút cái khó chịu á thì mình nên thay đổi ngay. Ok. Một cái nữa nãy Peter quên nói là Peter có một cái mẫu của cái quần mà dân mà thể thao xe đạp mình hay mua để mình đạp á, thì thông thường các bạn thấy á, là cái quần mà xe đạp có lúc nào nó cũng đã có cái phần mà đệm rồi đằng cho cái mông mình rồi, cho nên á mà cái phần đệm này nó lại giúp cho chúng ta có một cái sự gọi là êm cái mông không có bị đau, cho nên khi mà mình mua cái yên ghế mà cho xe đạp road á mình không có nên mua cái loại mà nó mềm nữa. Tại vì như vậy là không đúng. Cho nên các bạn cứ thấy là những cái yên ghế của xe đạp road đó, lần đầu mình ngồi lên mình đạp á, nói tại sao nó cứng nó đau quá. Như là một một phần là tại vì các bạn chưa có chơi cái xe đạp road, thì các bạn cái người của có con người của các bạn nó chưa có thích nghi với lại cái môn đó, các bạn phải cho nó thời gian. Lần đầu Peter đạp cũng vậy á, mấy tháng đầu lúc mà Peter mới chơi á, đạp nó đau nó khó chịu, rồi nó tê tê cái phần đó của mình. Tại vì mình ngồi với cái thế mà nó cứ cấn cấn và nhiều khi mình mặc cái quần nó cũng chưa đúng nữa. Peter sẽ làm một cái video giới thiệu cho các bạn cách tìm mua những cái quần cho đúng và mua cái hiệu nào rẻ rẻ mà ngon. Ok, thì cái video đó là lát nữa Peter rảnh Peter sẽ làm luôn. Thì trở lại vấn đề là mua một cái yên làm sao để chúng ta ngồi nó không có bị đau, và mình mua cái yên mình có cái ý định là cái xe đạp này là để mà mình đua tốc độ và mình đạp trong một cái ngày ngắn, ví dụ như trong một cái giai đoạn là 50 miles trở xuống, thì mình có thể mua cái loại càng nhẹ càng tốt, càng cứng càng tốt, không cần phải mềm mại thì tốt nhất. Ok, còn nếu mà các bạn là cái loại mà thích đạp đường dài, đạp endurance, đạp thể lực bền bỉ á, không có đua mà nhanh á, hoặc là leo 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 núi leo dốc á nhiều á, thì các bạn nên mua cái loại mà nó có đệm nhẹ một chút xíu. Ok, để cho cái mông mình nó mềm. Các bạn nào mà khó chịu với cái lúc mình ngồi xuống hai cái xương chậu của mình nó bị cấn á, là có thể là tại vì các bạn mua cái loại mà nó có cái rãnh ở giữa. Ok, nó không có support cái xương chậu của các bạn, thì nên đổi qua cái loại mà như Peter nói đây. Ok, có thể nó sẽ giúp cho các bạn. Nếu các bạn nào mà bị tê ở cái phần ở cái chỗ đằng người đàn ông mình đạp mà mình cảm thấy tê á, thì các bạn có thể tìm cái loại mà nó có cái rãnh như vậy. Ok, để giải quyết cái vấn đề đó. Rồi, trong 6 cái này kết luận á là Peter sẽ giữ cái này là for sure 100%, là tại vì cái này là cái loại vừa ngon vừa nhẹ mà lại vừa tốt cho Peter gắn trong cái chiếc xe C60 để Peter tăng tốc, đạt tốc độ. Ok, cái yên thứ hai mà Peter sẽ gắn lên cái chiếc Conago Master của Peter đó là cái chiếc này. Lý do là tại vì nó có cái màu đỏ và cái màu trắng, cái chiếc Conago Master của Peter cũng là màu đỏ màu trắng, thì nó cũng hài hòa nó đẹp, và cái loại này á nó êm để cho Peter đạp chặng dài hơn và để leo núi leo dốc. Tại vì cái chiếc Master X-Lite đó của Peter không phải là để đua đạp tốc độ, mà cái đó là để đạp thoải mái, đạp thể lực thể thao cho vui. Ok, thì hai cái này là hai cái mà có thể nói tới ngày hôm nay Peter hoàn toàn thích thú nhất trong trong tất cả những cái yên mà Peter đã có tới ngày hôm nay. Và cái hiệu Physics này nó là cái hiệu mà nó hợp với Peter. Ok, chứ Peter không có dám nói là nó sẽ hợp với tất cả mọi người. Cái Pro logo này nó cũng ngon nhưng mà Peter sẽ bán là tại vì nó êm quá, nó mềm quá, nó không hợp với lại cái lối chơi của Peter. Cái này Peter cũng sẽ bán. Ok, hai cái này ai anh em nào thích thì Peter sẽ để giá đặc biệt. Cái trắng này Peter cũng sẽ bán, là tại vì hồi nãy Peter nói rồi, cái mà nó có cái rãnh là nó không hợp với cái mông Peter. Thì ba cái mà có rãnh này nếu anh em nào thích thì nhắn Peter. Ok, cái trắng này là Physics Antares VS, cái đỏ này là Specialized Toupe màu màu đỏ rất là đẹp, cái này là Pro Logo Kappa. Cái mẫu này màu đen nhưng mà nó có những cái viền màu đỏ, giá ưu nghị cho anh em Việt Nam. Ok rồi, thân mến chào các bạn, hẹn các bạn ở trong cái video kế. Cái video kế Peter sẽ hướng dẫn các bạn mua những cái quần
đặc biệt cho thể dục thể thao, mua kích thước nào cho đúng và mua cái loại nào. Và đặc biệt Peter sẽ chỉ cho các bạn mua cái loại quần mà Peter hiện bây giờ đã có dùng, mà dùng cả năm nay rồi. Peter thích đến nỗi mà Peter mua tới 8 cái luôn, tại nó rẻ quá mà Peter mặc hoàn toàn tốt đẹp, đạp 100 miles ngon lành luôn. Ok rồi, hẹn các bạn trong cái video. Ok.